Hưởng ứng chương trình đào tạo mới, cô giáo dạy hóa kết hợp luôn tiếng Anh khiến 2K7 rét run. Bạn nào tự tin mình học giỏi hóa, học ổn tiếng Anh thì đây chính là chiếc clip dành cho bạn. Cùng chúng tôi lắng nghe những lời của cô giáo sắp giảng nhé. But one and reacquish hydrogen chlorine bromine hydrogen bromide hydrogen chloride and water. Nghe không hiểu gì phải không? Hiểu làm sao được? Cô giáo trong đoạn clip là cô Đào, giáo viên dạy hóa, vô cùng vui tính, gần gũi với các em học sinh. Trước sự đổi mới giáo dục, đặc biệt là trong môn hóa học, một số chất không được sử dụng cách gọi cũ mà có cách gọi theo tiếng Anh khiến nhiều anh tài môn hóa nghe xong mà thấy lạ lẫm. Một số học sinh chia sẻ, trước đây chúng em chỉ học phosphor nhưng giờ là phosphorus, hydro thì đọc thành hydrogen. Nhiều lúc em nản vì nhầm lẫn giữa cách đọc cũ và cách đọc mới. Không chỉ học sinh mà ngay cả thầy cô giáo cũng có lúc nhầm. Một số giáo viên phụ trách môn hóa học lớp 10 cho rằng ngay cả giáo viên tiếng Anh cũng khó mà đọc hết được bằng tiếng Anh tên 118 các nguyên tố hóa học bằng tiếng Anh như magnesium, beryllium, yttrium, molybdenum, antimony, zirconium, technetium, huống hồ giáo viên dạy môn hóa học. Chính bởi vậy, cô giáo Đào nhân dịp này đã làm một chiếc clip vui vẻ khi đọc đề bài theo cách gọi mới, kết hợp với tiếng Anh theo tông giọng hài hước khiến mọi người nghe tựa tựa tiếng Thái. Hy vọng các thầy cô và các bạn học sinh sẽ nhanh chóng thích ứng với sự đổi mới này để yêu hơn môn hóa học thú vị nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.